Ban đầu khi mà mọi người chưa hiểu nhau thì cũng có tí rắc rối, nhưng mà bây giờ thì bình thường rồi. Ừ. Cô Giang á, cô có làm khó con không? Không hề. Cô Giang là một người vô cùng văn minh và lịch sự, nói chung là dễ chung sống. Con có thể không quý cô ấy, nhưng mà cũng khó để ghét đấy mẹ. À, mà cô Giang cũng khá dễ nói chuyện nữa, nên là có nhiều chuyện con có thể nghiêm túc tâm sự với cô ấy. Mẹ vẫn còn quan tâm đến bố con đấy à? Sao con lại nói vậy? Thì con thấy mẹ suốt ngày hỏi về cô Giang, nên con nghĩ mẹ đang ghen. Con hiểu vậy là sai rồi đó. Con nên nhớ rằng á, mẹ với cả bố con á đã không sống chung với nhau gần 10 năm nay rồi. Thì bố con á có người mới là điều đương nhiên. Giống như mẹ, mẹ cũng đã từng có người khác. Vậy đó. Vậy thì tốt. Con thấy bố mẹ hợp làm bạn bè thôi, chứ còn sống với nhau thì loạn lắm. Con thích cuộc sống như bây giờ hơn. Như vậy có nghĩa là con thích có gì ghẻ đúng không? Hồi mới về thì không, con không thích. Tự nhiên có một người phụ nữ xa lạ sống trong căn nhà của mình, quyết định sắp xếp tất cả mọi thứ, đương nhiên là con khó chịu chứ. Mà đã có lúc ấy, con còn định chơi khăm cô ấy cơ. Nhưng mà về sau thì con nghĩ lại, cô ấy quan tâm con này, hỏi han, tâm sự với con nhiều điều. Với lại là con gái mẹ dù sao cũng là con gái thời đại 4.0 cơ mà. Con mà cư xử như thế thì chẳng phải con trở thành một đứa lạc hậu à? Nè. Dạ. Gì mà hốt hoảng chữ vậy? Con coi mẹ thế này đã ổn chưa? Nãy giờ mẹ hỏi con cả chục lần rồi đấy. Chỉ là đi ăn với gặp các bạn bè thôi mà. Sao mẹ cứ phải cầu kỳ lồng lộn hết cả lên ấy? Con chả biết gì cả. Phụ nữ phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Hôm qua là con nói đùa với mẹ thôi. Chứ ấy, cô ra mà có trẻ thêm 10 tuổi nữa thì cũng không quyến rũ hấp dẫn bằng mẹ con đâu. Con đánh giá mẹ mình là hơi thấp đó. Người lo lắng ở đây á là cô Giang chứ không phải là mẹ. Sao mà cô Giang lại phải lo lắng à? Hay là mẹ về đây để cướp bố con đi đấy à? Thì mẹ có làm gì đâu. Nhưng mà âu lo vốn là bản tính của phụ nữ. Thôi chịu. Mấy cái vấn đề của mẹ, con là trẻ con nên là từ chối hiểu.